Ego in sommario. Oh, nice. Lucia. Aspetta, non c'è. Vuoi? Da? Com? Guaici. Digno? A dove? Mẹ nói tên gặp tới chị Yên đi làm phát cửa từ sáng đến trưa bình thường bọn em vẫn cười mà sợ cười nhăn răng em chỉ đọc có 3 tuần tháng em mà một con vâng hai thằng cún em nó hay ốm em toàn ở nhà ấy.